Thưa quý vị và các bạn, tại Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 9 năm 2024, môn bơi lội thi đấu nhiều nội dung. Trong ngày tranh tài thứ 3 sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào đường đua 50m bơi ếch nam nữ và 50m tự do nam nữ khối tiểu học, trung học cơ sở. Hơn 7 giờ sáng, gần 50 vận động viên khối tiểu học và trung học cơ sở đều có mặt tại địa điểm thi đấu để tham gia tranh tài 8 nội dung, gồm 50m bơi ếch nam nữ và 50m bơi tự do nam nữ. Kính thưa quý vị, trong sáng ngày 19 tháng 3 thì không khí thi đấu trên đường đua xanh thì vô cùng sôi nổi và kịch tính với sự tham gia tập trung cao độ của các vận động viên lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở. Có 5 vận động viên tham gia tranh tài ở mỗi lượt bơi. Sự kịch tính của đường đua xanh nằm ở chỗ rất khó xác định ngay từ đầu vận động viên nào về đích đầu tiên, bởi yếu tố quyết định phụ thuộc vào kỹ thuật, bứt tốc và ý chí mạnh mẽ thể hiện trong chặng cuối của đường đua. Lúc đầu vào đường đua em cảm thấy rất sợ và hồi hộp, hơi rất run. Còn lúc mà em đi về được và em biết thành tích của em rất vui và em rất tự hào vì đã đạt được thành tích là 52 giây 50, và em sẽ cố gắng vô vòng chung kết để đạt được giải. Đồng hành cùng các vận động viên trong mỗi nội dung thi đấu là các huấn luyện viên, thầy cô giáo, đặc biệt là cha mẹ học sinh và người thân của các em. Đây chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp mỗi vận động viên nỗ lực vượt lên chính mình để thi đấu đạt kết quả tốt. Dạ thưa cô, là bơi hơi mệt, với lại vui, cháu cố gắng hết sức ạ. Bố xuống là dặn dò gì này, động viên tinh thần con như thế nào và... Dạ là bố cháu xuống động viên tinh thần và kêu với con là bơi thật tốt. Tôi đi theo con từ khi nó mới xuống 4 ngày. Cảm xúc là rất tự hào. Nó đã học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm được trong cái Hội Khỏe Phù Đổng của tỉnh năm nay. Điều kiện ở Đắk Lây về thời tiết thì trên kia nó lạnh và cháu được ít tập, và thứ hai là cơ sở vật chất trên kia thì nó không đầy đủ như thế này, nó thiếu thốn. Cái bể trên kia nó thấp, nó nhỏ hơn. Nên là xuống đây cháu có cái phần là choáng ngợp. Mong con trai là học tập rồi rèn luyện sức khỏe, rồi chờ Hội Khỏe Phù Đổng năm sau sẽ đạt thành tích cao hơn. Phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, bơi lội không chỉ là môn học được khuyến khích giảng dạy nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh. Đây còn là môn thể thao thu hút đông đảo các vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều giải đấu trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ Hội Khỏe Phù Đổng năm nay, có gần 140 vận động viên đăng ký thi đấu. Trong 3 ngày vừa qua, xuất hiện nhiều vận động viên đạt thành tích cao ở một số nội dung bơi, khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là minh chứng cho thấy nhà trường và các địa phương từng bước quan tâm đầu tư phát triển môn bơi lội lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh.